Hello, xin chào em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Chiến Đấu Fan. Thì hôm nay á, mình sẽ lại tiếp tục làm recap cho anh em những cái lệnh mà mình đã vào ngày hôm qua. Những cái lệnh vào trong cả cái phiên London và phiên New York của cả một ngày giao dịch ngày hôm qua anh em nhá. Ok. Rồi thì vẫn như thường lệ đó là trước khi mỗi phiên giao dịch ý, mình trong cái bản tin Forex trưa buổi trưa lúc 12 giờ ấy, mình có livestream share cho anh em những cái plan giao dịch của cái cặp EU này này. Ok anh em nhá. Thì như hôm qua ấy, cái lúc 12 giờ ấy, mình có share cho anh em mấy cái plan giao dịch khả thi mà thằng EU này nó có thể nó chạy trong vòng ngày hôm qua. Đó là gì? Thì anh em có thể để trên màn hình này. Thì cái lúc mà buổi trưa qua nhá, thì mình đã bảo là cái thằng EU nhá, xu hướng chính của nó xuống bây giờ ấy, nó vẫn là một con sóng tăng này lên đúng không? Sau khi nó phá qua cái đỉnh MA2 này. Em nhá, được chưa? Còn sau khi nó BOS qua cái đỉnh này thì cái instrument hiện tại của nó lúc này nó đang trùng với cái đáy major low của 15 này. Em đồng ý mình không? Hôm qua mình đã nói cho anh em rồi đúng không? Ok này. Và cái nhịp sóng bên trong này này nó đang là gọi là một nhịp sóng internal hay gọi là sóng nội bộ anh em nhá, được chưa? Thì như hôm qua mình có share cho anh em đó là gì? Với cái trên range, với cái trên range nó rộng như này. Anh em nhá, nó rơi khoảng vòng hơn 100 pip, 120 pip. Em nhá, thì mình sẽ nói là anh em nên phân tích những cái cấu trúc internal để anh em có thể bám theo, anh em có thể giao dịch được em nhá. Và lúc này là xác suất là buy sell 50-50. Em đồng ý với mình không? Ok nhá, được chưa? Rồi thì lúc này này mình bảo là anh em phải là đấy là cái lúc 12 giờ hôm qua ấy, là mấy cái plan mà mình bảo ngày hôm qua nó có thể khả năng xảy ra, đó là gì? Đó là giá nó tiếp tục, nó sẽ pull back về sâu về bên đáy bên dưới này, về nó bị để nó mitigate cái instrument này này em nhá. Mục đích là để nó confirm cái đỉnh major 2 này. Em đồng ý với mình không? Cái vùng giá ở bên trên này này. Vùng giá 1.09984 nhá, được chưa? Còn cái plan thứ hai là gì? Là nó lại tiếp tục nó tăng lên. Nó phá qua cái đỉnh cũ, cái đỉnh này vẫn là hiện tại vẫn là đỉnh cũ em nhá, được chưa? Và nó sẽ build cái instrument mới và cái instrument hiện tại nó sẽ chuyển dính lên tới đây. Được không? Đồng ý không anh em? Ok, còn cái plan thứ ba ấy là anh em hai cái plan này gọi là plan phụ này, anh em để ý đến cái đỉnh đáy phiên đá này em nhá. Nếu nó ship đỉnh đáy phiên đá thì em có thể mua lên hoặc bán xuống, và lúc này nó chưa lấy được cái instrument này thì lúc này cái xác suất buy sell nó là 50-50, nó ngang nhau thôi, thậm chí là sell counter thậm chí nó còn xác suất cao hơn là buy progen. Tại sao? Vì lúc này cái xu hướng chính của cái cấu trúc internal này nó đã chốc đảo chiều từ tăng thành giảm này, chốc qua cái đáy này em nhá. Đấy thì lúc này internal đang giảm ấy nhá. Thì lúc này này anh bí này, cái instrument hiện tại của thằng internal đang ở trên đây này. Đây nhá, cái instrument này. Đó, đây là instrument của cấu trúc internal nhá. Cấu trúc internal nó chuyển từ tăng thành giảm rồi, được chưa anh em? Ok. Thì hôm nay nhá, mấy cái plan này mình có thể kể cho mấy cái plan phụ này đó là gì? Giá nhá, nó có thể về đây. Sweep cái đáy major low và nó đi lên, nó mitigate cái instrument này để nó confirm cái đáy major low của trụ internal bên dưới này này. Em đồng ý với mình không? Hai đó là gì? Nó lại lên tới đây là sweep đỉnh phiên đá và nó phi xuống. Thì mấy cái plan phụ này mình có thể là trade theo cái plan chính này anh nhá. Hai plan chính thì một là giá sập tiếp tục sập xuống cái vùng này, hai là tiếp tục phá qua cái đỉnh cũ build lên sự mạnh mới. Được cho anh em, thì mình đợi vào phiên London xem plan nào kích hoạt thì mình chơi theo plan đấy nhá. Ok, được cho anh em rồi nhá. Thì bây giờ mình xóa bớt đi cho nó đỡ vướng. Rồi và bây giờ mình sẽ cho nến chạy xem giá phản ứng như nào nhá. Cứ vào phiên London 15 giờ thì mình tính tiếp nhá. Ok này, giá nó đông, nó lại phá qua cái đáy cũ này đúng không? Và tiếp tục nó build cái đáy mới của cái đáy phiên đá này, em để ý này, thấy chưa? Ok. Và tiếp theo là gì? Lúc này là 14:30 này, cứ cho nến chạy tiếp đi. Đó anh em này. Em để ý này, về đến đây. Em để ý này, cái lúc này là vào phiên London lúc 15 giờ này. Mình để ý cái cây nến này này, nó sweep cái đáy phiên đá nha em nhá. Tức là lúc kích hoạt cái plan phụ nó sweep cái đáy phiên đá này. Thì lúc này mình sẽ xuống M1, mình share mẫu hình xem có setup thì mình có thể enter được. Em đồng ý với mình không? Ok nhá. Rồi thì đây, xuống M1 đây. Mình sẽ phân tích qua cái cấu trúc M1 cho anh em thấy này. Nếu mà bây giờ anh em muốn mua lên theo chiều progen M15 này này em nhá, anh em muốn mua lên đúng không? Thì lúc này chốc của chúng ta M1 ở đâu? Em đến này, chốc của nó hiện tại nhá, nó sẽ ở tít trên đây này. Chốc M1 nha. Được chưa anh em?
Ok, còn phân tích cấu trúc của một là em để ý này. Xu hướng của mùa 1 nhá, lúc này nhá, nó đang là qua lên là chốc này, đúng không? Và lên tới đây nó lấy được instrument thì sẽ thành vì là BOS này, đúng không anh em? Đúng không? Đây BOS này, đúng anh em? Ok, và tiếp theo sau khi nó BOS ấy thì lên tới đâu nó lại build instrument mới của chúng ta. Em để ý này, lên tới đây đây, đây chỉ instrument của M1 em nhá, được chưa? Ok, và anh để ý này, cái nhịp sóng này này nó đã tăng lên như này và lên tới đây nó chốc thẳng xuống bên dưới này, đúng không anh nhá? Thì cái lúc này này nó đã phá qua cái đáy major low này rồi, đúng không anh em? Thì lúc này này cái đáy major low M1 này đang ở đây này, thì nó đã con phong đảo chiều từ tăng thành giảm của thằng M1 nhá. M1 lúc này nó chuyển từ tăng thành giảm rồi em nhá, được chưa? Nhưng mà mình dựa vào cái tín hiệu của M15 đảo chiều, tức là nó ship cái đáy ACR này, tức là cái đáy phiên lá này, thì mình mới muốn mua lên theo cấu trúc 200 frame M15. Được chưa anh em? Thì mình canh mua lên thôi. Còn mặc kệ nó, M1 đang giảm thì kệ nó nha anh em nhá. Đồng ý không? Còn trường hợp nhá, nếu mà anh em nào mà muốn mua ấy thì anh em phải đợi giá lên đây nó chốc qua cái đỉnh này. Tức cái vùng giá, cái vùng này chính là cái vùng major 2 của cấu trúc M1 này này. Thì anh em sẽ đợi nó về là listment và anh em có thể mua lên được. Còn trường hợp ở đây ấy, với cái khoảng cách cái trading range nó rộng như này này, thì mình sẽ đánh theo cái cấu trúc internal của M1 em nhá. Còn bên trên này là chính là cấu trúc gọi là cấu trúc swing của M1, được chưa anh em? Hay gọi là cấu trúc major đấy. Ok, được chưa? Rồi thì lúc này nhá, mình vẫn sẽ cho nến chạy xem giá phản ứng như nào nhá. Ok này. Rồi, anh em để ý này. Giá cấu trúc internal của M1 ấy nó đang một sóng tăng lên này, đúng không anh ạ? Ok, thì bây giờ nhá, mình sẽ đợi giá là gì? Giá sẽ build instrument mới và rõ quay về để lấy instrument và mình sẽ mua lên. Được chưa anh em? Và target lúc này ấy là maximum là chỉ đến cái phần chốc đấy em nhá. Cái chốc của cái cấu trúc major này. Được chưa anh em? Ok, đồng ý không? Rồi nhá, thì lúc này em sẽ phần giá tiếp theo là gì nhá? Ok, lúc này em để ý này, cái instrument hiện tại của thằng M1 đang ở đây của cấu trúc internal nhá. Và sau khi nó về lên nó sweep liquidity ý, và nó có setup này, thì mình có vào enter một lệnh như này em nhá. Ok này, và mình mua lên L là bên dưới 1.5 pip em nhá. Và lúc này này, target thì một là anh em target lên cái đỉnh season của cái cấu trúc của phiên London này, hai là đấy em thì target lên cái đỉnh cái phần chốc của M1 này, hay gọi là chụp cái đỉnh major 2 của chúc M1 anh em nhá. Ok, đồng ý không? Thì như mình là ở đây là vừa hay tròn 3R của mình, thì em xem phần giá tiếp theo gì nhá. Ok, thực ra hôm qua cái chỗ này này mình bóp SL chỗ này, mình bóp không qua bằng 1,3 pip thôi, tại vì làm để 1,5 pip nó dài và thực tế qua mình để 1,3 pip thôi em nhá. Ok này, và xem phần giá tiếp theo nhá. Rồi, giá bên đây khớp lệnh này, khớp lệnh em nha, được chưa? Và xem giá tiếp theo là gì nhá. Đó, giá lên là hit TB của mình em nhá. Ok, rồi thì đấy là cái lệnh đầu tiên mà mình đã vào của cái phiên London. Và chiều qua sau khi nó TB cái lệnh này thì mình cũng up lên trên nhóm Discord cho anh em xem, đúng không anh em? Và trường hợp ý, hôm qua ấy, mình bảo là mình có thể TB lên đây, hoặc thậm chí là TB lên thẳng cái vùng instrument của cấu trúc major này cũng được em nhá. Instrument của chúc bây giờ M15 này cũng được, không vấn đề gì cả, nó về sẽ mitigate được. Thì anh em xem phần giá tiếp theo là gì nhá. Còn trường hợp mà anh em đánh theo cái chỗ này này, hôm qua nó sweep cái đáy phiên lá em này và nó lên tới đây, em phải đợi chốc qua cái đỉnh bây giờ 2 này em nhá, thì lúc này anh em mới mua được em nhá, được chưa? Thì có thể là đấy, tùy phong cách của anh em. Ok, đồng ý không? Và lúc này em xem phần giá tiếp theo là gì nhá. Này, mình xem lên chạy đấy. Và cuối cùng giá nó cũng thể hit TB được. Nhưng tóm lại là cái lệnh hôm qua ấy, mình TB đến đây thôi, 3R. Còn lệnh này nếu mà em TB được thì khoảng 10.5R. Đấy là thoải mái nhá. Còn sau khi mình TB lệnh này rồi thì mình cũng nghỉ. Và mình đợi đến phiên London
em nhá. À đến phiên New York buổi tối. Nhưng mà hôm qua cái lúc mà 16 rưỡi là gần 17 giờ chiều này, hôm qua cái lúc lên đây nó mitigate cái instrument này này. Em này. Đó, thì hôm qua mình lại đăng lên trên nhóm, mình bảo anh em là giá nó sweep cái instrument này, thì anh em xem có tín hiệu, xem có setup thì em có thể bán xuống được em nhá, được chưa? Thì hôm qua ấy, mình lại xuống lúc đấy, mình vẫn đang ngồi máy, mình lại xuống M1 mình xem setup nó như nào em nhá. Thì có thể là anh em xem phản ứng giá tiếp theo là gì nhá. Đây mình đóng bớt cái lệnh này lại cho nó đỡ vướng này, để cho anh em. Ok rồi nhá, giá chỗ này nó chốc này, chốc đảo chiều nhá. Lúc này M1 nhá, nó đã phá qua đỉnh MA2 này thì nó sẽ có phần đảo chiều từ giảm thành tăng, được chưa anh em? Ok này. Rồi thì lúc này xem giá tiếp theo là gì nhá. Đấy này, em đấy nhá, cái chỗ này sau khi nó chốc đúng không, thì cái instrument hiện tại của nó đang ở đâu? Em đấy này, cái chỗ này là lúc này có thể là em đi nhá, cái chỗ này là cái instrument này, được chưa anh em? Và lúc này là lên tới đây này, nó sau khi nó lên đây nó sweep này em nhá. Ok rồi, thì anh em để ý này, xem giá phản ứng tiếp theo là gì nhá. Em để ý này, và sau khi lên tới đây này, nó lại tiếp tục nó BUS qua này, nó lên qua này, được chưa? Ok. Đó, đấy này. Cái lúc này là giá nó lại tiếp tục lên tới đây này, sau khi nó BUS đúng không? Thì cái instrument hiện tại nó sẽ trùng với cái phần chốc này này em nhá. Và cái chỗ phần này này, nó chính là sweep liquidity này, được chưa anh em? Ok, em để ý này, cái chỗ này này nhá, mình nói luôn này, tại sao hôm qua mình không vào một cái lệnh chỗ này sau khi nó sweep liquidity và số tên nó có phần nó gọi là chốc này, chốc đây, tại sao mình không vào một lệnh như đây? Em để ý nhá, sau khi nó chốc này thì em có thể là đặt một lệnh bán xuống được em nhá, và SL đặt trên đây, được chưa anh em? Đặt 4,5 pip và bán xuống, bán xuống có thể là TB3R cũng được, hoặc tùy anh em, TB đến cái vùng đáy đáy bây giờ lâu này cũng được em nhá. Còn tại sao mình không vào cái lệnh này? Tại vì ở đây này em để ý này, là sau khi nó chốc này, mình nhìn ở đây nó bị mitigate hết các khối order block rồi em nhá. Thì mình nghĩ là khả năng ở đây nó sẽ có một cái nhịp, nó gọi là chỉ là cái nhịp nó pull back về, nó lấy instrument chỗ này thôi này, và sau đó nó sẽ BUS lên qua cái đỉnh này này, thì cho nên mình sẽ không vào và mình canh M15 tiếp này. Em để ý này, M15 này này, M15 lúc này nhá, nó quét dâu liên tục em nhá, nó quét dâu liên tục thì chứng tỏ ở đây nó sẽ là một cái trap, một cái bẫy để anh em vào một lệnh chỗ này trước em nhá, được chưa? Còn sau đó mình sẽ đợi cái nhịp thứ hai để mình vào, đồng ý không? Ok rồi, thì hôm qua cái nhịp thứ hai là sau khi nó BUS cái đỉnh này này, được chưa anh em? Thì M1 lúc này nó vẫn là xuống swing, nó vẫn là xuống tăng lên đúng không? Và cái chỗ phần chốc này này, nó chính là cái instrument của M1, cái xuống bullish, được chưa anh em? Đồng ý không? Và sau khi nó cái hiện tượng là sweep đỉnh này này, và nó chốc chỗ này đúng không anh em? Thì hôm qua mình có limit một lệnh ở cái khối order block này, em nhắc khối order block này mình thấy nó đẹp hơn so với cái vùng này nó bị mitigate hết rồi, được chưa anh em? Thì mình sẽ quyết định mình không vào cái vùng này nữa, mà mình quyết định mình limit ở vùng này. Ok, và SL mình đặt ở trên đây 2,5 pip anh em nhá, và TB mình TB 3R thôi, 75, được chưa anh em? Và lúc này này, có hai giả thiết có thể xảy ra. Một là gì, giá lúc này M1 đang là xuống tăng lên đúng không, thì khả năng nó về được sweep instrument này và tiếp tục nó tăng lên tiếp, nó vào thực hiện chỗ hành vi là BUS, chỗ là tiếp diễn xu hướng của M1 chỗ này em nhá. Và cái vùng đỉnh, cái đỉnh instrument này của M15 này nó sẽ không giữ giá, được chưa anh em? Ok, đây là mình nói luôn là chơi này là chơi theo cái plan giao dịch mà mình đã nói với anh em nhá, được chưa? Đấy, cái xu hướng của thằng M15 cấu trúc internal này, nó đang là một con sóng giảm này đúng không, và nó pull back về, nó lấy instrument này thì nó sweep thanh khoản chỗ này, và mình có hiện tượng mình sẽ bán xuống được theo chiều project, theo chiều project của cấu trúc internal em nhá, đồng ý không? Ok, thì chỗ này là theo cái plan giao dịch phụ. Còn hai cái plan chính vừa mình có nói cho anh em là, một là giá tiếp tục tăng lên và phá qua đỉnh cũ này để nó build initial mới đúng không? Hai là gì, giá nó sẽ tiếp tục nó giảm xuống đến sâu đến vùng cái đáy major low của M15 này, nó mitigate instrument của cấu trúc swing này để nó có thêm cái đỉnh major 2 trên này, đồng ý không anh em? Ok rồi, thì tóm lại là cái plan này mình đã bảo anh em là
trong nhóm ngày hôm qua sau khi nó sweep cái đỉnh cái instrument của cấu trúc Eternal này, mình anh em bảo anh em xuống đây canh xem một nhịp trong ngắn hạn xem ra phản ứng như nào, đúng không anh em? Thì ở đây quay lại này, M1 nó sẽ có hai cái khả năng là như thế, một là tiếp tục tăng lên được thiện hành vi BUS, hai là tiếp tục là gì, nó sẽ giảm xuống anh em nhá, để nó theo cái chiều của cái plan thứ hai mà mình có nói trong vừa nãy đấy, được chưa anh em? Ok, thì bây giờ xem phần giá tiếp theo gì nhá. Và mình bảo chỗ này là xác suất 3 sell 50-50, tại sao? Vì cái instrument của cấu trúc M15 nó vẫn đang ở dưới đây này, thì mặc dù M15 cấu trúc của nó vẫn đang là có sóng tăng, sóng bullish, được chưa anh em? Cấu trúc swing này, còn cấu trúc mà Eternal nó lại là sóng giả em nhá. Thì cho nên là chỗ này xác suất 3 sell là 50-50, không có cái gì hơn nhau cả, được chưa anh em? Ok, thì tóm lại là anh em nếu mà muốn buy sell chỗ này thì chấp nhận rủi ro nhá. Ok, được chưa? Rồi nhá, thì xem phần giá tiếp theo là gì này. Đó, giá này nó chưa khớp lệnh đâu em nhá, nó chưa hit lệnh đâu em này. Ok này, thì kệ nó đi. Rồi, bây giờ này, cái chỗ dưới đây là sau khi BUS thì cái đáy major low của 1 nó đang ở dưới đây này em nhá, đồng ý không? Còn đỉnh major 2 lúc này nó ở trên đây này, major 2 đây. Ok, và số M1 vẫn là bullish xuống tăng này, được chưa anh em? Rồi, thì bây giờ mình cứ cho nó chạy sang phần giá tiếp theo gì nhá. Rồi, giá về đây nó hit lệnh của mình này em nhá, nó hit lệnh này. Thì cái lúc này ngay sau khi hit lệnh ý, thì mình đặt một cái cảnh báo bên dưới cái đáy cũ này, cái đáy này chính là cái đáy cấu trúc internal con của cấu trúc internal của cấu trúc M1 này em nhá. Được chưa? Ok, cấu trúc swing của M1 đó là sóng tăng, còn cấu trúc internal đang sóng giảm mà, đúng không anh em? Ok, thì xuống cái đáy này mình sẽ quản lý lệnh. Được chưa anh em? Và mình đặt một cái SL ở đây. Nếu mà cái trường hợp mà giá lại tiếp tục nó tăng lên, nó mitigate cái nó hit cái SL này của mình thì thôi, lệnh này chấp nhận rủi ro em nhá. Ok, còn xuống tới đây mình sẽ quản lý lệnh và TB xuống tới đây, đúng không? Rồi nhá, thì bây giờ xem phần giá tiếp theo là gì. Đó, em để ý này, cái chỗ này nó quay về nó hit cái SL của mình đúng một, không thừa không thiếu một chút nào luôn. Và cái cảnh báo của mình ấy, mình đặt đây này, thế nào mà lúc đó cái trading view của mình nó lại không kêu anh em nhá. Mặc dù nó hit SL của mình rồi anh em ạ, nhưng mà cái trading view lại mình lại không kêu. Và sau đó anh em xem phản ứng theo là gì nhá. Đây. Đó, và sau khi nó xuống đây nó chạm cái điểm quản lý lệnh này thì nó sẽ lại kêu cái trên view nó cái amnet nó sẽ hiện cái cảnh báo ấy. Và mình lúc ấy mình vào đây mình check thì mình chạm, bây giờ mình nhìn vào ô hình như là TB rồi. Nhưng sau đó vào MT5 ấy thì cuối cùng là nó hiện lệnh này bị hit SL anh nhá. Tại sao? Vì cái cảnh báo trên đây vẫn còn nhưng mà lệnh nó bị hit SL rồi. Nó trên này nó đá đúng vừa khít luôn cái SL này của mình này em này. Đó, không có lệch một point nào luôn, chưa nói là một pip em nhá, một point nào, vừa tròn zin luôn, 2.5 pip em được. Coi như lệnh này mình hôm qua sau khi lệnh bị hit SL thì vào phiên New York mình bảo anh em là lệnh này hơi đen em nhá, được chưa? Và sau đó anh em xem giá tiếp theo là gì nhá. Và nó sập xuống khá là sâu luôn. Đây, quay lại 15 cho nhanh này. Đây, thì cái lệnh này cuối cùng mình cũng đợi vào phiên New York rồi chơi tiếp. Đây em nhá, và sau nó sập xuống này. Em thấy không? Ok, được chưa? Thì đấy là cả hai cái lệnh phiên lúc chiều em nhá. Thì cái lệnh này là được 3R, còn lệnh này thì bị stop hunt em nhá, vừa zin luôn. Rồi. Thì bắt đầu vào phiên New York thì lúc này mình sẽ tính như nào? Em để ý này, phiên New York nhá. Thì lúc này cái xu hướng chính của cấu trúc bây giờ này, xu hướng chính của cấu trúc bây giờ đó vẫn là con sóng giảm em nhá, và nó pullback về đây nó được cái instrument này, nó confirm cái đáy major low của cấu trúc bây giờ. À sorry, cấu trúc internal của M15 em nhá, được chưa? Còn bây giờ thì nó vẫn là con sóng tăng. Được chưa anh em? Và cái instrument của cấu trúc swing này nó vẫn đang dưới đây này. Thì kệ nói em nhá, với cái trading range nó rộng như này mình đã nói ở đầu video đúng không? Thì mình cứ bám theo cấu trúc internal thôi, mình trade. Được chưa anh em? Thì lúc này mình sẽ xuống dưới M1, mình xem phản ứng giá tiếp theo. Em nhá, sau khi nó sweep cái instrument của cấu trúc internal này, thì lúc này là em để ý này, nó sweep đúng không? Thì sau khi nó về đây nó lấy được cái instrument này, thì em để ý này, nó lấy instrument chỗ này này em nhá. Cái chỗ này này, hôm qua một số anh em trong nhóm ấy, anh em thấy nó về đây nó không mitigate và anh em lại cancel cái lệnh limit tại đây đi thì cũng khá là phí anh em nhá. Còn nếu mà anh em đặt cao cao lên một tí thì có thể lệnh anh em ăn được rồi. Còn lệnh này của mình là đen thôi, rủi ro xác suất thôi mà, đúng không anh em?
thì nó lấy instrument này vào xuống đây, nó thực hiện hành vi là BOS này, được chưa anh em? Ok rồi nhá. Thì sau khi nó BOS ý, thì xuống tới đây này, nó lại lấy được cái instrument mới của cấu trúc M1 đúng không? Và sau đó là gì? Nó thực hiện hành vi tiếp theo là nó BOS lên xuống bên dưới. Ok anh em, được chưa? Rồi nha, và sau khi nó BOS tiếp ý, thì xuống tới đâu? Xuống tới đây này, em đi này, xuống tới đây nó mới lên, nó mới build cái instrument mới của cấu trúc M1 này, được chưa anh em? Và lúc này mình sẽ đợi là giá tiếp tục về đây, nếu mà nó có phản ứng lấy instrument phản ứng lên mình sẽ bán xuống, được chưa anh em? Ok, đồng ý không? Còn trường hợp ở đây là bán ở đây là 50-50, còn trường hợp nó sẽ tăng lên tiếp, nó đi tiếp vùng order block bên trên này này, và mình sẽ bán xuống được. Còn trường hợp nữa đó là gì? Nó lại tiếp tục nó giảm xuống thì sao? Chỗ này này, nó lại tiếp tục lên đây, nó lại phá qua cái đáy cũ này và tiếp tục nó build instrument mới chỗ này, thì mình lại làm tương tự anh em nhá, đồng ý không? Rồi thì bây giờ anh em xem bảng giá tiếp theo là gì nhá. Rồi này đó, thì giá lên từ đây, nó mitigate vừa zin cái instrument chỗ này là quét dâu nhá, nó sweep này, em để không, nó sweep thanh khoản, được chưa? Ok rồi, và xem bảng giá tiếp theo là gì, sweep tiếp này. Ok, và chỗ này nó đóng đến tạo đỉnh đúng không anh em? Thì hôm qua ấy, mình có quyết định là mình limit một lệnh như này em nhá. Ok, đặt DL bên trên này 2 pip này và bán xuống em nhá. Nhưng mà hôm qua cái lệnh này, cái lúc này này, cái lúc mà nó mitigate đây này, cái lên trắng cái mitigate này, lúc ấy mình lại có việc mình chạy ra ngoài một chút em nhá. Thì lúc đó đến lúc mà mình chạy về ấy, thì cái cây nến này này nó đã đóng đến tạo đỉnh, và cây nến tiếp theo này nó mitigate này, thì lúc đó mình vào một cái lệnh market như này em nhá. Lúc nó quay lại này, nó mitigate đây này, thì mình vào một cái market như này thì mình có thể là mình không đặt limit ở đây nữa, em đồng ý với mình không? Và mình đặt một, mình mở một cái vị thế lệnh market chỗ này này, mình đặt L bên trên đây thôi, mình đặt 1,5 pip em nhá, và TB là mình TB xuống bên dưới này, được chưa anh em? Đây 3R thôi đó. Thì cái lệnh này này, hôm qua ấy là mình mở, mình thực tế mình vào lệnh này. Còn đâu thực tế là nếu mà anh em khi mà nó xác nhận đảo chiều này đúng không, thì em có thể đặt một lệnh là cái lệnh limit như này, như mình nói vừa lại cũng được, đặt một limit ở cái lệnh khối order block này và L là bên trên đây cũng được, 2 pip hoặc là 1 pip vào target 3R hoặc target xuống bao nhiêu tùy, 4-5R tùy anh em nhá. Ok thì đều được anh em, đồng ý không? Và bây giờ xem giá phản ứng chạy như nào nhá anh em nhá. Thì coi như cái lệnh này nó mịn, nó hai cái lệnh này nó bị nói rồi nhá, nó hit lệnh rồi anh nhá, được chưa? Cái nến này nó về nó mitigate này, đúng không? Và bây giờ xem giá phản ứng tiếp theo là gì này. Đó, thì cái lệnh này TB khá là nhanh luôn anh em ạ. Ok rồi thì xem phản ứng tiếp theo nhá. Đó, thì cái lệnh này cũng thế này, hai cái lệnh này nếu mà anh em đặt hai vùng này thì đều là TB hết cả anh em nhá, được chưa anh em? Ok thì đấy là tần tật những cái lệnh mà mình đã vào cái ngày hôm qua, mà của cái phiên cả London cả New York. Thì tóm lại là cái lệnh này mình được 3R thôi, không phải là 10R đâu. Còn lệnh này là bị đen, là bị stop hand rồi, bắt đầu nó mới sập xuống. Còn lệnh này là mình vào lệnh market thì cuối cùng nó cũng TB được. Thì nói tóm lại là kết quả mình sẽ để đây cho anh em xem ba cả ba lệnh. Và sau khi hôm qua TB cả ba lệnh thì mình cũng có chụp lại màn hình và mình gửi lại cho anh em trong nhóm, để anh em trong nhóm Discord của chúng ta ấy, anh có thể tham khảo. Còn những em mà mới tham gia kênh ấy, thì anh có thể xem thêm video này được, được chưa anh em? Ok rồi thì đấy là tất tật những cái lệnh mà mình đã vào ngày hôm qua. Còn ngày hôm nay thì sẽ hẹn gặp lại anh em vào cái phiên livestream lúc 12 giờ nhận định xuống thị trường. Ok nhá, rồi thì chào anh em nhá.